thiên thánh thương ngàn rừng văn tiên chúa trên ngàn nền đồng đồng nghe hương tuần quan đi sáng đà đại chúc chúc mơ đồng gió cuốn sung cây sông mưa sơn cá ngàn ngàn lần chim mơ bay về nhà đêm canh khuya nguyệt lằn lằn sao tàn nề là sao ta coi xanh tiền chúa đi khoan khoan trèo vào gập gần gầy đôi thấp thấp núi cao ý à ý
chiêu vai đèo. Cho người đàn ông tới đâu ra mầm nhân nghe bắt nhịp cầu vì hoa sầu đẹp như sao đầu mỹ ngân hà trăng rằm tháng tám đẹp như là sao mai đẹp mỹ như tố lũ mỹ trang đài trường đôi ban ra bốn phương ngụy họp thì đã tháng ngày ban cho tiền tốt lúa dày bồng lộc cho năm về đây càng nhiều ban cho dài biết sang nhiều tài lộc thì nhiều hơn năm năm ngoái năm năm xưa thành đồng còn nhang khói phụng thờ 31 10 4 5 30 1 1 5 10 4 Trở về đây ba phút tê đắng. Ô
ấm no cho mọi nhà. Rồi không làm năm mới những người ơi, đi cho nơi này, đi cho nơi này thôi. Đôi đuôi bao xa lên ngàn vì hai bông hoa, hai hoa mang gửi về đây biết bao thân đồng chờ mong ba thế. Đôi cây điện hai bông hoa hồng, kia là hoa cúc hoa mai, hoa sói hoa lan cúc hoa nào đẹp hơn. Kia là hoa cúc hoa mai, hoa sói hoa lan cúc hoa nào tuyệt vời. Đi vào đền thờ chồng bé thấp thấp.
Soy
thật là đi sầu, ta bước về đây sẽ mừng nhân kia đôi nhìn cầu vì hoa đẹp như sao bắt đầu mới ngân hà.
đàn thông tiếng hạc xa vời, ngô đồng vườn đầy khắp nơi vang lừng. Đàn nói nhiên tưng bừng diều diết con chú ngàn đồng bay tiếng tầm không gì dào từ súng ven sông đi. Bảy đuôi cá lo tiêu phú đó là cảnh thơ tiêu sao nó nước hàng ngày ý à như sao nó nước hàng ngày bên kia thung lũng bên này đồng xê hoa xin đi đi anh ta màu trắng 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 yêu chiều thơ thật đẹp. Chiều chiều thơ thật thật lên đồi bao quay làm mưa tối hồ đào băng nhìn hướng trăng cũng tăng bay lượn là con lông bạc tìm đúng nhụy hoa chìm non là bóng đạc xì bà ý à. Châu lòng bó xa xa lưng đồi tuyết mù mịt sương rơi lan đáp chạy chạy núi lòng sao xa nhớ những cỏ cây điệp 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 trùng 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 ra bảo hà nhắn ai lên đất bảo hà lên núi phong nguyệt đó là thần tiên. Thank you.
dũng lược như thần gia uy, dũng lược như thần tất nghi lòng vì nước vì dân ý. Còn chuyện gì thank you.
phóng hoa tiên tiên quyền đường mù dâng câu thương bảo chúc lời huệ phong phong chuông tre soi đời vời vời ai mất mất chữ tâm đừng có ai khoe mình đã tròn vẹn trăm phần cây đức mà để rơi mất mất ông bảy tầm cân sao bằng nếu bảy xa ông cho nước tiên tẩy hết nỗi bụi trần thanh cao họ biệt mới được mấy thanh nga cao chữ cương thường nghề treo cao giá ngọc nghề chữ tam tòng chữ đức khuyên hình họ nguyện có nên khẩn nê bái tâu quỳ bảo hà có quan hoàng bảy xin ngài độ trì ngài chứng phù ơi hỡi phù dung chén trà điều thuốc ông bảy say cùng với ai đây khi say trăng say nước ông bảy say hoa ông say người khi lên thiên đình ông vui cùng tiên giới về đến đây lịch đình sự hào hoa thần thông biệt tướng hiện độ trì cho đất Việt làm hiền vinh vinh muôn đời. Trần ai chi kỳ khách tài tình hồ dễ mấy ai hay kiếp nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày say cũng lụy không say cũng tục chăm chăm chân ra không sờn xoay trời đất hoang bảy bờ khó vô tận sao chăm chân dần này sông pha vào mi huyên hồ khách khách mi anh hùng thì còn đạo đờ tù phong soi tỏ mặt mặt anh hào dầu thanh thương cũng siêu siêu bụi thế vì tuyết cử đông 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 thì thu sát hạ tới họ nguyện ơi khổ nhiều rồi sẽ đường ca ngày hôm nay họ nguyện linh nhất
về đền Ninh Giang bắc ghế ông ngồi để cho giảm mặt với dòng với xăm hoa đua nở đã chơi trăng thì lên biết tình trăng sơn chi cao đối nguyệt chi hằng sơn đối nguyệt mà lại cả thêm cảnh sắc bay mùi như ông tiên nho nhỏ con đèn kêu sáng tỏ hơn sao tay ông cầm tiêm như triệu tử múa thanh long đao chân ông bắt treo như khổng minh ngồi xem sách hồi niên phong kết nghĩa đạo viên người ngồi xuống kẻ đứng lên coi mình rực rỡ như hứa đồ tào tháo đặt đàn tiêm xuống tay ông nghi cầm lấy nào sao ai hùng như ông lã phục tiên ông nhà còn xa cho thơm đức coi nam thiên đi lửa lập lè như chu du đại phóng hỏa ở trong bốn phủ cũng bảy ăn chơi cũng khá ngoài đem quân đi phá nguy diệt ăn chơi cho thỏa chí giang hồ đã lên đấng anh hùng vô địch dòng bạc chảy có để rồi làm chi
chẳng làm gì cho họ nguyện đây, họ nguyện con đây đã có lộc lộc lại có tài, ông đổ cho có phúc mà hưởng thọ hưởng lộc rồi ông ta. Hoàng để dành mơ kiếp mơ sau, nào trời có phù ai đâu, sở nguyện thì được những nghĩ, họ nguyện sở cầu được cầu mơ. Lệnh sai thập nhị các cô tiên đàn, cô làm việc ấy sửa sang ra đúng ngỡ hồng. Tiên cô nàng cả phát nước trà tàu, thế là vừa ý ông bày gần gần đầu vội ban khe. Dâng bộ khay đẹp cô nàng đổ, dâng bộ khay đẹp ngọc ngà tẩu sứ bóc tiêm bằng vàng. Tiết nước cô nàng tư thì vào đốt đỉnh nhang trần, ngọn đèn cô kêu tỏ tay cầm móc mơ tiền. Tiết nước cô nàng năm năm dâng kẹo bánh bánh nguyên, ô long cùng á phiền cành tiết lai sang mơ. Dâng ông bảy một con ngựa sáp để đi chấm đồng. Lưng nghi thắt đi đai hồng nghề cô mi nàng bảy, lưng thắt đai hồng đêm nay vào giờ thì sách đẹp lộc cô bước xa. Điều hàng nga tiên cô nàng tán sáng, điều hàng nga cầm cầm đôi quan ngà muốn canh canh hoa xe. Tiên cô nàng chín yêu điều không ai tay, ngày ngày cô mi thêu một đôi giày vào hầu. Cô mười một nền quạt nền nước pha trà ấm chuyên bình ngọc 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 đôi tay ngà cô dâng lên. Cô mười hai là cô bé tân na, ngày ngày cô hầu hạ vào giá trong cung bảo hạ. Mán hội đồng lệnh mọi xa, thổ mán hội đồng kiểu vàng tát tia sương bảy hoàng lên đất đỏ tóc bố đông hình xa.